xin chào các bạn tên tôi là hồ thị bích hạnh luật sư di trú của công ty ist ngày hôm nay hạnh sẽ nói về một cái đề tài hạnh chia làm 3 phần tức là hạnh sẽ có 3 video clip về cái đề tài này à, và hạnh mong là sẽ giúp các bạn à, những bạn nào đang nộp và chuẩn bị nộp những cái hồ sơ à, hôn nhân hôn thê úc à, sẽ có thể có những cái bài tham khảo từ hạnh về cái kinh nghiệm phỏng vấn à, cho nên hạnh sẽ nói trong 3 video clip à, về mọi câu hỏi liên quan đến phỏng vấn à, visa úc visa hôn nhân hôn thề. à, cái lý do mà hạnh à, à, làm cái video này á thì tại vì là hạnh thấy rằng à, trên mạng á có rất nhiều là website nói về à, à, những câu hỏi thường gặp à, khi mà mình làm một cái hồ một những cái câu hỏi phỏng vấn thường gặp à, khi mà mình bạn nộp thôi visa hôn thê, hôn nhân úc <laughs> tuy nhiên các bạn biết đó à, mỗi người là mỗi hoàn cảnh đúng không các bạn các bạn sẽ có hoàn cảnh của các bạn và các hoàn cảnh của các bạn nó sẽ khác cái hoàn cảnh của người khác cho nên là cái cuộc phỏng vấn á, thì nó luôn luôn à, mang tính chất là à, mỗi người mỗi cảnh mỗi mỗi nhà mỗi mỗi cây mỗi nhà mỗi cảnh đó thì à, <laughs> cho nên hạnh hạnh muốn thông qua cái ba cái video clip này hạnh sẽ nói có thể là nếu như mà hạnh chưa nói hết ba cái thì hạnh sẽ nói bốn cái nha thì hạnh muốn giúp các bạn là nhìn vào những cái câu hỏi đó những cái trường hợp đó và đối chiếu lại với cái trường hợp của mình như vậy các bạn sẽ dễ thành công trong cái việc xin visa hôn nhân hôn theo úc các bạn thân mến là à, công ty ist hạnh à, đã từng nộp rất nhiều hồ sơ hôn nhân hôn thế úc và các bạn có thể tham khảo trên à, youtube bởi vì hạnh có những khách hàng người ta à, đã từng làm với hạnh và họ không phải thông qua rất nhiều khách hàng là người ta không phải thông qua phỏng vấn nhưng mà à, bởi vì là nhiều lúc là do cũng do một phần là công ty ist làm giúp cho họ à, làm một cái bộ hồ sơ rất là hoàn chỉnh và à, cho nên cái người lãnh sự cái người xét hồ sơ người ta không có thắc mắc nhưng mà các bạn thân mến là <laughs> cái à, à, mỗi người mỗi cảnh như hành nói đó thì à, dĩ nhiên cho dù à, bạn là dùng cái dịch vụ nào à, thì nên, và ngay cả mà ngay cả hành hành cũng làm cho nhiều khách hàng được có visa không qua phỏng vấn nhất Úc nhưng mà hạnh luôn luôn vẫn à, à, bày vẽ cho khách hàng để khách hàng chuẩn bị có một cái tâm lý là nếu như mà tôi được phỏng vấn tôi sẽ được thành công à, cho nên là à, với cái tâm huyết đó thì Hạnh à, ngày hôm nay sẽ nói cho các bạn nghe những câu hỏi thường lệ và những cái trường hợp thường gặp ok ok thường đầu tiên à, cái à, vì sao người ta phỏng vấn phỏng vấn là do à, hồ sơ một hồ sơ của bạn không rõ ràng một chút thứ hai à, là một, hoặc mối là mối quan hệ của bạn quá sớm vì cái mối quan hệ biết nhau của bạn với người kia quá sớm đi thì dĩ nhiên người ta phải đặt một cái dấu chấm hỏi là cái mối quan hệ này có chân thành hay không đúng không các bạn còn có những cái mối quan hệ cũng rất là lâu năm rồi nhưng mà vẫn vấn đề là người ta yêu nhau và người ta không bao giờ nghĩ rằng á, là à, yêu nhau mà phải chứng minh hay là sao à, thì người ta lại không có nhiều bằng chứng thì thứ nhất là thiếu bằng nhiều bằng chứng à, thứ hai nữa là mối quan hệ nó cho dù đó là mối quan hệ lâu dài <laughs> thứ hai nữa là do mối quan hệ quá ngắn ngủi à, và thứ ba nữa là à, có những cái à, những cái trường hợp là giống như nó có những cái rủi ro ví dụ như là à, bạn có rất nhiều người thân bên úc à, và bạn là đứa con còn lại ở bên việt nam hay là tương, tương tự như vậy thì người ta sẽ đặt những câu hỏi rất là rất là khó khăn vì người ta thử hỏi là muốn 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 tự hỏi là có phải đúng thật là cái kết hôn này là thiệt hay không đúng không các bạn rồi những cái hồ sơ mà student visa lên lên uh, spa visa tức là bạn qua đây với mục đích du học rồi bây giờ bạn lại nộp hồ sơ hôn nhân như vậy thì cái mối quan hệ đó có chân thật hay không À, thì đó rất là nhiều thứ mà lãnh sự sẽ đặt cái câu hỏi đó và chính vì vậy mà người xét hồ sơ cho các bạn sẽ cầm điện thoại lên và gọi các bạn. Ok, bây giờ hành sẽ đi, đi qua từng cái câu hỏi nha. Câu hỏi đầu tiên là thường mà lãnh sự thường gọi hỏi là đầu tiên lãnh sự sẽ hỏi là À, identity check, tức là phải kiểm tra coi thử là bạn là ai đúng không bạn lỡ hành đưa cho <laughs> lãnh sự cái số điện thoại đó mà khách hàng nó đổi số điện thoại rồi người ta đổi rồi thì người ta cầm lên thì phải người ta lãnh sự người ta sẽ hỏi là à, bạn tên là gì à, đây tôi cho tôi muốn gặp cái cô đó tên nào tên b đó xong rồi tiếp theo là lãnh sự sẽ tự giới thiệu họ là ai rồi họ sẽ phỏng vấn bạn ok <laughs> cái tiếp theo là À, người ta sẽ hỏi chung nhất là người nào bạn cho biết tên cái người mà đang bảo lãnh bạn họ và tên à, thứ hai nữa là người ta sẽ hỏi là lần đầu tiên bạn gặp khi nào thì các bạn thân mến như, hầu như những những cái câu hỏi mà người ta hỏi bạn là nó nằm trong cái bộ hồ sơ của bạn nha bạn cho nên trong cái bản tường trình của bạn là một nè nếu như bạn đã nêu rõ thì bạn sẽ phải nhớ nha còn nếu như mà À, bạn không à, và tiếp theo nữa là khi mà nộp hồ sơ á, là cái bộ hồ sơ đó bạn xin vui lòng bạn xin lấy bạn bằng khi người nào mà tự nộp thì hành không nói còn người nào dùng luật sư hay là đại diện di trú nha bạn xin luật sư hoặc đại diện di trú cái bản mà người đó đã nộp cho bạn rồi á lên bộ di trú đó cái bản đó sẽ nói về ngày gặp nhau địa điểm gặp nhau tức là ngay lần đầu tiên gặp nhau địa điểm gặp nhau và cái ngày mà bạn bắt đầu sống chúng hoặc là nếu như bạn không sống chung là cái ngày mà bạn gọi là không có mối quan hệ với người này thôi và như là vợ như chồng như bạn đời mà không còn mối quan hệ với người nào khác như vợ như chồng nữa tức là cái ngày chính thức yêu nhau à là ba cái ba cái đó nó rất là quan trọng nha bạn ba cái đó người ta luôn luôn phải hỏi bạn rồi đó nếu như bạn không thể nhớ những điều cơ bản như vậy là coi như cái hồ sơ của bạn những cái gì bạn nói người ta không tin bạn nữa đúng không bạn tại vì những cái cái điều mà rất là cơ bản của một mối quan hệ bạn không có nhớ ghi nhớ rồi tiếp theo nữa là những người ta hỏi là bạn có thể mô tả được cái gặp gỡ đó ở đâu tức là thương các bạn biết à, ví dụ lần đầu tiên mà người ta có thể nếu người ta quen nhau bên mạng người ta về việt nam gặp cái người bảo lãnh về người việt nam về việt nam gặp người bên việt nam thì thường là cái buổi đầu tiên mà gặp là trả lời sân bay tân Sơn nhất đúng không các bạn hoặc là sân bay nội bài thì cái, cái 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 cái, cái, sự nhớ của bạn cái nhớ của bạn nó phải rõ ràng thì bạn có thể trả lời như vậy đó lần đầu tiên gặp nhau như thế nào thế nào và thương khi đó người ta sẽ hỏi là lúc đó có ai có ai gồm những ai à, bạn điền mình hay là ai đúng không thì bạn phải kể rõ ràng cho nên bạn đừng thứ nhất là hạnh có một lời khuyên nha người ta hỏi câu gì mà trả câu nấy nha đừng có mà À, đi dạy dòng văn tự và dạy vòng dòng văn tự bạn càng nói càng 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 nó không có đi vô vấn đề. Tiếp theo à, rồi, người ta sẽ nhờ bạn nói kể một cái tiến trình lần đầu gặp nhau, ví dụ như lần đầu tiên bạn gặp ở Tân Tân Sơn nhất, rồi bạn đưa cái người đó về à, cái ở cái khách sạn nào à, ở hoặc là tới thăm người à, người bà con của bạn là những gồm những ai à, đi đi đâu chơi à, những cái thứ đó thì bạn có thể chia sẻ với người ta và à, tiếp theo là bạn phải biết được những cái người bạn của cái người bảo lãnh ví dụ như hạnh đây nè ha hạnh cũng có người thân ở bên việt nam đúng không bao nhiêu người ở việt nam đúng không thì bạn cái người mà, mà mà cái người bảo lãnh họ cũng vậy họ có nếu như mà họ có người thân ở bên việt nam bạn phải nắm rõ những cái tên tuổi có thể là bà con xa quá bà không có nhớ tuổi được đúng không thì cái ít nhất là họ và tên à, cái, cái, nơi mà người ta còn sinh sống à, <laughs> mối quan hệ với người bảo lãnh có tốt hay không hay gì đó vì có nhiều người người ta không bao giờ à, người ta sẽ tự hỏi là lãnh sự sẽ hỏi là tại sao cái người lãnh sự cái người bảo lãnh là có hai người anh ở sóc trăng đi mà tại sao bạn trong cái hình đám cưới tôi không thấy phải không à, trong đám cưới có xuất hiện hay không và tại sao lại không xuất hiện đúng không các bạn thì người ta sẽ À, hỏi bạn những cái điều rất là cơ bản đó và bạn phải có câu trả lời. À, rồi um, câu tiếp theo là làm làm sao mà hai người gặp được nhau? Tức là à, có thể là có người thì quen nhau trên à, Facebook, à, có người quen nhau trên Viber, có người quen nhau trên Zalo, à, có người quen nhau trên eHarmony và có người quen nhau cũng do người khác giới thiệu. Cho nên hạnh nó các bạn nghe nha các bạn đừng bao giờ đổi cái câu chuyện của bạn các bạn hết các bạn đừng bao giờ nói xạo cái câu chuyện của bạn hết nói thành thật à, lỡ mà có người thân của bạn giới thiệu cho bạn thì bạn cứ nói là người thân bạn giới thiệu cho bạn cái điều đó không có gì là quan trọng không cái quan trọng là bạn nói thật hay là nói dối thôi à, bởi vì là à, cho dù cái người thân của bạn giới thiệu đâu có phải đâu nhất thiết là bạn kết hôn giả đâu đúng không các bạn cho nên một lời thật là chính lời còn lại người ta tin còn bạn nói một cái câu mà nó thiếu trước hụt sau và nó trật trước, nó 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 xạo cái lúc ban đầu thì cái 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 sao nó nó sẽ đi trật đường ray hết đúng đúng không các bạn? Cho nên là tiếp theo là câu hỏi là um, bạn có biết là vợ hoặc chồng của bạn cùng con chung sống với ai khi mà gặp bạn không? Thì các bạn biết có rất nhiều người ở bên Úc này người ta uh, ly thân nhưng chưa ly dị đó các bạn. À, người ta có thể còn ở chung nhà nhưng người ta chưa bao giờ chưa có ly dị với nhau. À, và khi mà cái người bảo lãnh à, đi bảo lãnh cái người ở Việt Nam thì à, lúc đó khi mà quyết định bảo lãnh rồi thì cái người lãnh bảo lãnh bên này người đó mới đi à, ly dị cái người bên này. Như vậy các bạn thân mến là à, cái cái mối quan hệ nó hơi nhập nhằng một chút đó các bạn tại vì thường bên úc các bạn biết không đánh một cái tên của một người ra người ta sẽ biết người đó ở đường địa chỉ nào à, rồi rồi các bạn biết nếu như người ta có con chung đó người ta có centerlink người ta có cái hệ thống cái hệ thống của bên úc này người ta trả tiền nuôi con cho người ta cho bạn cho sữa cho con này nọ đó thì cái vợ tên người vợ người chồng nó sẽ nằm trong cái hệ thống Centrelink đó hệ thống bữa nay được gọi là social services như south wales bên, bên nếu như bên sydney còn bên à, những cái tỉnh những cái tiểu bang khác hành không biết cái tên gì thì cái bộ di trú người ta sẽ biết các người vợ cũ người chồng cũ của bạn vẫn còn ở cái địa chỉ đó hay không là điều đó rất là quan trọng và các người bên Việt Nam nếu họ không và thực sự không biết thì người ta sẽ đặt một câu hỏi tiếp là như vậy bạn không biết gì về người chồng người vợ của bạn hay sao? cho nên khi nói chuyện với nhau mong các bạn là nói chuyện với người bảo lãnh để mà hiểu rõ cái 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 mối quan hệ trước đây của người bảo lãnh và hiểu rõ rất cặn kẽ để mà các bạn không bị đặt vào một cái thế là tiếng thoái lưỡng nan không biết câu trả lời và hành nói cho các bạn nghe là dĩ nhiên trả lời sai thì nó tệ hơn không trả lời đúng không các bạn nhưng không trả lời cũng là một cái điều rất là dở cho nên là nếu như các bạn có thể biết được những thông tin rất là cơ bản của người đối ngẫu của mình phối ngẫu của mình người vợ người chồng hiện tại của mình người bảo lãnh mình hoặc là người đang được bảo lãnh thì các bạn khi đó à, sẽ có thể trả lời rất là tốt về phỏng vấn và có thể đạt cái phỏng vấn câu tiếp theo là à, như vậy thì nãy giờ Hạnh nói ha, quen nhau như thế nào, ai à, giới thiệu tùm lum tùm la ha Các bạn nhớ nha, cái gì các bạn nói ra cũng nếu như các bạn có bằng chứng thì điều đó là một điều rất quan trọng Ví dụ như bạn nói là quen nhau trên Facebook, đúng không? Thì nếu như bạn còn tin nhắn trên Facebook á Ví dụ như bạn nói ngày mùng 1 tháng 7 năm 2018 chúng tôi quen nhau Mà bạn còn cái tin nhắn mùng 1 tháng 7 năm 2018 Để chứng minh bạn screenshot được cái đó là bạn được một điểm chấm rồi đó một điểm cộng rồi nha bạn à, rồi tiếp theo câu hỏi những câu hỏi tiếp theo là bạn khi nào cái người bên bảo người bên úc á, sẽ về lại thăm bạn bạn ơi rất nhiều người khi mà người ta làm cái hồ sơ hôn nhân hôn thê nhưng mà cái người bên úc người ta bận quá người ta thăm bạn nhiều lúc một năm có một lần ạ à nhiều lúc hạnh có một cái khách hàng người ta có con với nhau luôn á mà hai năm người ta chưa về thăm người bảo lãnh còn chưa về thăm người Việt Nam tại vì người bảo lãnh phải trả phải làm việc rất là chăm chỉ để trả một cái đống nợ mà mà cái cái mối quan hệ trước đây nó để người ta bị bị còn còn vướng à, như vậy các bạn biết rằng cái việc nhưng mà nếu như người ta có con thì còn được thông cảm một chút còn mà bạn là một mối quan hệ mà mới đây thôi mà cái người kia không có đi về thăm bạn nhiều lần thì nó nói lên rằng cái mối quan hệ này nó không có nó không có sâu xa nó không có bền vững nó không có dễ bền vững đúng không các bạn cho nên hạnh khuyên là các bạn phải gặp nhau thật nhiều lần để có thể à, để người ta người một người bình thường như hạnh thôi thử hỏi nếu như hạnh hỏi là người yêu của bạn à, lần lần gần đây nhất mà người yêu của bạn về thăm bạn là khi nào mà bạn không thể trả lời được mà nói không à, hình như là tháng 7 tháng 8 năm ngoái mà hạnh hỏi tiếp một câu nữa là à, vậy vậy cái anh đó anh, anh 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 sắp tới anh có về thăm thăm chị nữa không mà chị nói tôi không biết tôi muốn là có visa rồi tôi mới qua đó đầu định, định cư với ảnh thì bạn nghĩ làm sao thì cái cái, cái 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 lý do đó nó không có được thuyết phục đúng không bạn à tiếp theo nữa là bạn có à, điểm gì chúng tại vì người ta sẽ hỏi là bạn bạn là vì sao mà bạn hai bạn yêu nhau cái điểm gì của cái người bên kia làm cho bạn thu hút bạn có thể giải thích được hay không à, cái này rất là quan trọng nha bạn tại vì đó quyết định được rằng là vì sao bạn thương người kia và nếu như bạn không có thể biết được cái thói quen này cái sở thích này cái, cái điều mà người bên kia hay làm này thì làm sao bạn trả lời được cái câu này đúng không bạn cho nên cái sự hiểu cặn kẽ cái tính cách cái sở thích cái cá nhân của cái người bảo lãnh hoặc là cái người đối phương người đang được bảo lãnh là rất là quan trọng nha bạn À, hạnh không biết là cái à, cái video clip này nó, nó đã xong cái phần 1 chưa cho nên là bây giờ hạnh xin dừng tại đây với phần 1 của video clip nói về các câu hỏi thường gặp của visa visa hôn nhân hôn theo à, và một, nếu các bạn à, thích à, những cái video mà hạnh nói xin vui lòng bấm like à, nếu không thích xin vui lòng bấm dislike à, và có thể à, bạn có thể subscribe vào trang youtube để luôn luôn à, được cập nhật những video mới nhất của hạnh và um, xin bạn uh, cho comment nếu như nếu cho bình luận nếu như bạn muốn thắc mắc uh, muốn hỏi hạnh và muốn đề nghị hạnh nói những cái vấn đề nào uh, mà mang tính thời sự hay là mang tính uh, uh, luật uh, pháp úc uh, hạnh cũng có thể sẵn sẵn lòng chia sẻ xin uh, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe